Lý do bạn nên dừng ăn mì tôm. Mì tôm chứa quá nhiều muối và các thành phần hóa học khiến người ăn gặp nhiều nguy cơ bệnh tật và các hội chứng chuyển hóa nguy hiểm. Mì ăn liền hay còn gọi là mì tôm mì gói là món mì khô chiên trước với dầu, ăn sau khi ngâm nước sôi từ 3 đến 5 phút. Mì ăn liền bắt nguồn từ các loại mì ramen của Nhật và giờ đây nó được phổ biến ở mọi nơi, trong đó có Việt Nam. Với giá thành rẻ và tiện lợi, mì ăn liền được coi là bữa sáng ưa chuộng của người Việt. Xong, các chuyên gia cảnh báo rằng mì gói chắc chắn không tốt cho sức khỏe. Dưới đây là những lý do do David Wood khuyên mọi người nên dừng hoặc hạn chế ăn món đồ ăn nhanh này ngay lập tức. Chứa quá nhiều natri FDA khuyến cáo mỗi người tiêu thụ không quá 2.300mg muối mỗi ngày, thế nhưng trong mỗi gói mì ăn liền có hơn một nửa số muối đó. Nếu bạn tiêu thụ quá nhiều natri, cơ thể sẽ có nguy cơ đối mặt với bệnh tim, bệnh huyết áp cao, đột quỵ, loãng xương và ung thư dạ dày. Hội chứng chuyển hóa Trong năm 2014, một nghiên cứu được công bố trên tạp chí dinh dưỡng tiến hành nghiên cứu chế độ ăn của 10.711 người trưởng thành trong độ tuổi từ 19 đến 64, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những phụ nữ ăn mì tôm hai lần hoặc nhiều hơn mỗi tuần có nhiều khả năng bị hội chứng chuyển hóa. Hội chứng chuyển hóa là một tập hợp các điều kiện bất thường sức khỏe bao gồm huyết áp cao, lượng đường trong máu cao, mỡ bụng dư thừa và mức độ cholesterol bất thường. Nguyên nhân được cho là trong mì có một hóa chất là bisphenol Vấn đề tiêu hóa Các nhà nghiên cứu cũng đã tiến hành phân tích mối quan hệ giữa mì tôm và sự tiêu hóa. Kết quả cho thấy người ăn mì ramen sau hơn 2 giờ nhưng các sợi mì vẫn chưa được phá vỡ mà vẫn ở trong đường tiêu hóa. Điều này cho thấy hệ thống tiêu hóa sẽ phải làm việc rất lỗ lực để phá vỡ những sợi mì này. Chứa nhiều thành phần hóa học Mì ăn liền chứa nhiều propylene, glycol, phụ da chống oxy hóa, siro ngô và dầu. Các chuyên gia nói rằng lượng đường trong siro ngô, chất béo bão hòa trong dầu có thể gây buồn nôn, đau đầu, đỏ bừng, đổ mồ hôi và nhịp tim tăng. Ngoài ra, chất phụ da chống oxy hóa là một chất bảo quản có thể gây buồn nôn, mê sảng và ủ tai.